Hello, xin chào, bạn đã quay trở lại kênh Ca Thêm. Ở trong video này mình sẽ giới thiệu một sản phẩm mình đặt Flex Sale trên Lazada, mức giá rất là hạt rẻ nhá và hết rất là nhanh. Vâng, vừa đặt xong một cái định quay lại đăng post cho anh em để anh em đặt thì hết hàng luôn. Có mấy chục sản phẩm được bán ra thôi, Flex Sale mà giá giảm rất là sâu, mấy trăm nghìn ấy giảm còn đây. Bộ sản phẩm là một bộ nồi inox một đáy Sunhouse SH223 16-18-24cm, 3 nồi nhá, số tiền là 37.400 cả ship. Các bạn thấy rẻ không? Mình không áp mã giảm giá nữa, đây là Flex Sale trên Lazada. Rồi, mình xem chất lượng sản phẩm như nào. Ồ, trong có một cái hộp con nữa. Hóa đơn nữa. Đây, bộ nồi inox một đáy Sunhouse Flex Sale giảm khá là sâu luôn, 37.000 Sunhouse shop online. Rồi, đây là bộ nồi. Chúng ta sẽ xem cái hộp có gì. QC Pass vẫn còn nguyên tem luôn. Sunhouse Group. Bộ nồi inox một đáy SH223 gồm có 3 nồi size 16-18-24 này. Sunhouse Little Bottom. Đúng rồi, Sunhouse 3 cái nồi đây. Sunhouse.com. Nghe. Do người tiêu dùng bình chọn, có thể đun bếp ga. Rồi, cạnh trái của hộp hướng dẫn sử dụng bảo quản. Thân sản phẩm được làm bằng inox không gỉ, quai núm được chế tạo bằng inox cao cấp. Quai núm bằng inox à? Mình nghĩ bằng nhựa hay hơn chứ nhỉ. Hướng dẫn sử dụng này, nên sử dụng các dụng cụ nấu ăn được làm bằng gỗ, nhựa để thao tác. Điều chỉnh lửa cháy đều, làm sạch sản phẩm bằng vải mềm sau khi sử dụng. Không nên dùng các vật kim loại sắc nhọn, búi kim loại để cọ rửa. Không nên dùng cái giáp sắt để rửa đó. Công ty sản xuất. Cạnh này bằng tiếng Anh nhé, thông tin bằng tiếng Anh mà mình vừa nói. Và có cái tem mác. Mặt dưới không có gì. Rồi, bây giờ bắt đầu bóc tem. Vâng, nồi cũng bóc tem luôn, vẫn là nguyên tem Sunhouse Group. Vâng, thỉnh thoảng săn được những cái hàng giá rẻ này cảm giác rất là phê nhá. Tại vì cầm nặng thật, cảm giác nặng và chắc chắn đấy. Tại vì mua được rẻ hơn so với người khác thì rất là thích. Và nói chung là ai mua đồ rẻ chẳng thích. Rẻ nhưng mà phải ngon nữa, đúng không? Anh em thấy mình nói đúng không? Rồi, một vài nồi này, ui, cảm giác cầm tốt đấy. Vâng, bọc bếp rất cẩn thận. Tất cả đều được bọc ni lông. Rồi, cái quai này bằng inox, vung nắp thì rất là nhẹ, siêu nhẹ luôn, bằng inox mà. Và cái núm quai này nó thiết kế nó bè ra này, trông khá là hay. Thiết kế kiểu này thì theo quảng cáo thì họ nói là cách nhiệt rất là tốt. Khi chúng ta cầm đun sôi đồ thì khi cầm không bị nóng. Nhưng mà mình vẫn thích những cái núm bằng nhựa hơn, không nóng 100%. Thì lẽ mình sẽ đun thử xem như thế nào. Tiếp theo đây là cái nồi. Thì ba nồi này chỉ khác về kích cỡ thôi, còn cấu tạo đều giống nhau. Cái quai này cũng bằng inox này. Mình thích những quai nó bằng nhựa hơn cơ. Thì không cần phải dùng những cái lót. Bình thường bằng nhựa thì chúng ta có thể xách trực tiếp bằng tay này. Cái lại bằng inox. Nhưng mà cái nồi này mình thấy làm rất là tốt này. Inox dày, dày và rất chắc chắn luôn. Ở đây có cái Sunhouse an toàn cho từng món ngon, làm nóng thức ăn nhanh, tỏa nhiệt đều, không làm thay đổi thành phần dưỡng chất của thực phẩm. Inox này inox cao cấp nha anh em. Sunhouse đồ gia dụng của Việt Nam thì rất là đảm bảo và an tâm. Sunhouse Kangaroo. Nói về đồ gia dụng thì nhà mình hay dùng của hai hãng đấy, thành phần công ty sản xuất thôi. Rồi, đó, đó là toàn cảnh cái nồi. Cái nồi của chúng ta cái nệm thế, nó to hơn. Và cái nồi này sẽ là to nhất. Thiết kế như vậy, quai cũng như vậy, và nồi cũng như vậy. Trong này có cái nắp nữa của cái nồi này. Rồi, đấy, các bạn thấy ổn không? Hơn 30.000 cho 3 cái nồi, không đâu rẻ bằng luôn. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới.
Link mua mình sẽ để dưới video này nhá. Bạn nào muốn mua ba cái nồi này thì giá bây giờ hình như là 200-300 nghìn gì đó, nhưng mà mình sang flex sale nên giá chỉ hơn 30 nghìn thôi, rất là rẻ. Ok, như vậy là trong video này mình đã giới thiệu sản nhanh sản phẩm ba nồi săn hao. Các bạn cảm thấy video ích, like, share, subscribe cái kênh tôi để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn mình lý về sản phẩm là comment bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Bây giờ mình sẽ dùng nồi này đi một là nấu mì tôm, hai là luộc rau, ba là luộc trứng, toàn món sở trường của mình thôi. Rồi, tạm biệt anh em nhé.